đạo, nhân viên các đơn vị tham gia hội thảo và các vị khách mời. Hôm nay, Văn phòng Công chứng Đất Cảng cùng một số sàn giao dịch bất động sản trên thành phố Hải Phòng tổ chức chương trình tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ với nội dung: một, số quy định của pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản; hai, trình tự thủ tục công chứng. Về dự buổi tập huấn hội thảo hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu về giảng viên: ông Nguyễn Quang Tuyến, phó giáo sư tiến sĩ luật, phó trưởng khoa pháp luật kinh tế trường Đại học Luật Hà Nội. Ông Phạm Tiến Hoan, trưởng văn phòng công chứng Đất Cảng. Ông Vũ Văn Tuyên, thạc sĩ luật, phó văn phòng chứng Đất Cảng. Về phía học viên, gồm có công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và xây dựng thương mại quốc tế TG, công ty cổ phần đầu tư CDT, sàn bất động sản Đại Việt, sàn giao dịch TG, công ty cổ phần đầu tư Văn Minh, ngân hàng Quốc dân, văn phòng công chứng Đất Cảng và một số khách mời. Đề nghị hội chứng chúng ta nhiệt liệt vỗ tay. Về nội dung và chương trình buổi tập huấn hội thảo, chúng tôi đã gửi và kèm theo với lại tài liệu, thì đề nghị các đồng chí chúng ta đấy là theo dõi và cái chương trình lịch kèm theo. Sau đây tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Quang Tuyến, phó giáo sư tiến sĩ luật, phó trưởng khoa pháp luật kinh tế trường Đại học Hà Nội lên trình bày. Thưa tất cả các đồng chí, hôm nay thì tôi rất là vinh dự được các đồng chí tín nhiệm cho phép đến đây để trao đổi cái chương trình của chúng ta là trong một ngày. Tuy nhiên thì thời gian sẽ trôi rất nhanh. Liên quan đến cái câu chuyện là kinh doanh bất động sản, thế thì mục tiêu thì chúng ta rất đơn giản thôi: làm sao để chúng ta kinh doanh có lãi mà đúng luật. Đây là một cái thách thức, báo cáo với các đồng chí như vậy. Thế thì khu vực phía Bắc ấy, thì Hải Phòng nó là một trong ba cái cực tăng trưởng đấy, cùng với Hà Nội và Quảng Ninh. Gần đây thì Hải Phòng chúng ta có cái sự khởi sắc. Thế thì báo cáo với các đồng chí là kinh tế thị trường thì nó có bốn cái thị trường rất cơ bản. Nếu mà thiếu một trong bốn cái thị trường này ấy, thì người ta không công nhận kinh tế thị trường. Hiện nay thế giới nó có 191 nước, thì 2/3 số nước trên thế giới là không công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường. Chỉ khoảng hơn 50 nước công nhận chúng ta có nền kinh tế thị trường. Thế thì tiêu chí, một trong tiêu chí rất cơ bản để công nhận kinh tế thị trường là nó phải hình thành bốn cái thị trường mang tính đầu vào. Một là thị trường vốn, cho nên chúng ta có thị trường chứng khoán; hai là thị trường sức lao động; ba là thị trường khoa học công nghệ. Thì cái thị trường khoa học công nghệ của chúng ta cũng còn hạn chế. Và thứ tư là thị trường bất động sản. Và thị trường vốn và thị trường bất động sản thì đây nó là cặp đôi hoàn hảo, không có sự tham gia của ngân hàng vào thị trường bất động sản là chúng ta mất đi. Bởi vì báo cáo với các đồng chí là bất động sản là tài sản có giá trị lớn. Và trước khi mà đến đây với các đồng chí, hôm thứ Năm chúng tôi có cái hội thảo của Kinh tế Kinh tế Quốc dân. Thế thì anh Đặng Hùng Võ thì anh có nói tất cả các đại gia ở Việt Nam hiện nay đều làm giàu từ đất. Thì vấn đề là rằng đều làm giàu từ đất, từ Vincom, chỗ anh Vượng lọt vào một trong 300 tỷ phú hàng đầu thế giới thì cũng đi lên từ đất, vì xuất thân hay như là đi xuất khẩu lao động ở bên Kharkov, Ukraine năm 1991, khi mà Liên Xô tan rã thì anh ấy mua lại các cái nhà máy sản xuất máy kéo của Liên Xô cũ và sản xuất mì tôm. Lúc nghĩ là xuất phát tân thì thế thôi, sang từ lúc là thế, sang từ lúc là anh Lam ở Thanh Hóa cũng là cùng như vậy.
Sau đó thì cơ chế mở cửa của chúng ta thì các anh ấy rất là nhanh nhận nhảy về và kinh doanh bất động sản. Đấy, làm giàu từ đất, rồi từ đất bắt đầu lật sang những cái lĩnh vực khác. Không có đất làm sao anh quyết FLC mua được máy bay, không có đất làm sao mà anh Vượng bây giờ ấy sản xuất ô tô, sản xuất điện thoại thông minh. Ở Việt Nam hiện nay các đại gia đều ăn đất hết. Trên lĩnh vực kinh doanh bất động sản là hiện nay ấy, cũng là cái lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài lớn. Đấy, hiện nay là khoảng 50% đầu tư FDI là nó đầu tư vào bất động sản. Thế thì vấn đề đặt ra là câu chuyện là kinh doanh bất động sản thì nó có bao giờ nó cũng đi kèm với rủi ro liên quan đến việc theo luật. Bởi vì bây giờ làm ăn với nước ngoài thì ông tổng giám đốc thì bao giờ đi theo tổng giám đốc cũng là một luật sư. Đấy, ở các nước luật sư nó là biểu tượng nhận được sự kính trọng. Bởi vì sao? Vì luật sư là người đấu tranh cho công lý. Còn ở các nước thẩm phán là giành được sự kính trọng bởi vì thẩm phán là hiện thân của cái gì? Công bằng lẽ phải. Thì các nước thì vai trò của luật cũng quan trọng. Chúng ta thì nó cũng có thay đổi, nhưng mà bao giờ luật phải được tôn trọng toàn bộ trong đời sống xã hội thì lúc ý nước ta mới là phát triển được. Nhưng còn hiện nay thì báo cáo với đồng chí là chúng ta vẫn đang phát triển. Thế thì trước khi mà đi vào cái phần pháp luật thì tôi cung cấp cho các đồng chí chúng ta đang ở đâu trong cái thế giới pháp hiện nay. Thì hiện nay với GDP là 2.540 đô la thì chúng ta nằm trong nhóm các nước trung bình và nghèo. Từ nay đến năm 2035 thì chúng ta sẽ chui vào, phấn đấu chui vào cái nhóm top 50, tức là nhóm các nước OECD. Vì rất tiếc ở đây không có bạn, chúng tôi không có cái mô hình. Mô hình này là của ông giáo sư được giải Nobel quỹ và chính phủ Việt Nam mời sang. Ông ta chỉ có nói 20 phút thôi, lấy bằng lương một tháng của ông Park Hang Seo 20 phút 22.000 đô. Thế thì OECD là 50 nước giàu trên thế giới, mà giàu thì nó phải đạt 10.000 đô la đầu người. Thì chúng ta 2.540 đô la đầu người thì chúng ta cũng chỉ là những nước vẫn còn nghèo. Thế bây giờ nếu mà chúng ta không chui nhanh vào OECD thì chúng ta sẽ bị bất lợi. Cho nên các chị đừng nghĩ toàn cầu hóa là màu hồng. Đấy, vì thứ nhất là chúng ta bất lợi là mất chất xám. Những người giỏi là đi ra nước ngoài học và không bao giờ quay trở về. Chúng ta có 13 quán quân đường lên đỉnh Olympia, đi nước ngoài chỉ duy nhất một người sau khi học quay trở về Việt Nam. Còn lại 12 người ở nước ngoài vì cái điều kiện nó ngon hơn mình, đãi ngộ nó ngon hơn mình. Ta cứ nói là chiêu hiền đãi sĩ dạy khảm đỏ, nhưng mà cơ chế không ăn thua đâu. Tôi nói các đồng chí như vậy. Ví dụ Ngô Bảo Châu mà làm cho Đại học Chicago và đưa ra một tấm xét con số 1, giáo sư thích tiền bao nhiêu con số 0, vào đấy là quyền của giáo sư, miễn làm sao về được trường tôi. Cho nên nước Mỹ hiện nay thu hút 60% chất xám của thế giới. Thế thì liên quan đến cái câu chuyện tại sao phải liên quan đến luật, vì cái này liên quan đến thậm chí làm kinh doanh ấy. Cái thứ nhất, các chị phải hiểu đối tượng các chị đang đi kinh doanh là cái gì. Đấy, thì tất cả của cải trên đời ấy nó có hai chữ biểu đạt, đó là tài sản. Và tài sản người ta phân ra làm hai loại. Một loại là tài sản hữu hình và một loại là tài sản vô hình. Tài sản hữu hình là gì? Là tài sản tồn tại bên ngoài thế giới khách quan dưới một dạng vật chất mà các ông chí bằng giác quan các ông chí có thể nhìn thấy được. Ví dụ cái nhà, cái ô tô, cái điện thoại, cái xe máy là tài sản hữu hình. Và thế giới biết cách đây hàng nghìn năm, khoảng 40 năm trở lại đây thì thế giới đã biết được một loại tài sản vô hình.
Tài sản vô hình là tồn tại bên ngoài thế giới khách quan, không dưới một dạng vật chất và không phải ai cũng biết. Người ta phải phát triển tư duy mức độ nhất định mới có thể biết được. Và bây giờ người ta cho rằng tài sản vô hình giá trị hơn tài sản hữu hình. Tài sản vô hình là gì? Thương hiệu, đúng không? Thương hiệu, một sản phẩm được hội tụ bởi ba yếu tố: tên gọi sản phẩm, logo và slogan. Cho nên các chí kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp thì các chí phải có slogan. Slogan nó là gì? Tuyên ngôn chiến lược, ngắn gọn thôi nhưng thể hiện chiến lược kinh doanh. Ở trong cái thế giới hiện nay nó là như vậy. Ví dụ công ty bảo hiểm Prudential, slogan là gì? Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Lavi, một phần tất yếu cuộc sống. Mobile phone, mọi lúc mọi nơi. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Cho nên các công ty bất động sản cao chí mình phát triển chuyên nghiệp là phải logo, slogan và tên gọi sản phẩm. Cái thứ hai, bí quyết kinh doanh, không ai nói với ai. Thứ tư là uy tín. Bây giờ kinh doanh là quan trọng nhất. Các sàn cao chí mà mất uy tín không ai sẽ gì. Câu chuyện này vậy. Dần dần vàng thau lẫn lộn thì nó phải vàng ra vàng, thau ra thau. Đấy là cái câu chuyện vấn đề. Cho nên các chị muốn phát triển lâu dài thì phải giữ uy tín. Mất uy tín, mất lòng tin là mất tất cả. Trên đời này tất cả dựa vào lòng tin. Còn hợp đồng chẳng qua là lẻ nhau. Ký hợp đồng rồi mà nó bất tín thì nó vứt đi. Và các ông chị lấy vợ đi chồng người lòng tin, đúng không? Không tin làm sao lấy được nhau. Suốt ngày đi rình như vậy, chồng mình còn đi với gái nữa. Thế thì lấy gì, đúng không? Đấy là câu chuyện. Và chẳng qua dây hôn thú. Đấy là cái gọi là cầm cho nó vui. Cái gì con người làm được, con người đều phá bỏ được. Nên lòng tin rất quan trọng, uy tín rất quan trọng. Đấy là cái thứ mà các ông chị phải giữ. Cho nên báo cáo các ông chí, chợ Đồng Xuân, bán buôn, cần điều hợp đồng, mình làm luật làm chuyện, các nơi đến lấy, cứ mang mấy chục xe, đến xe, chở đi, tháng sau xuống lấy tiền, không hợp đồng. Chuyển tiền, bây giờ nó còn hơn cả Western Union, hơn cả ngân hàng, hay là các chỉ đổi tiền. Tôi đi nước ngoài, tôi toàn đến chỗ Quốc Trinh ở Hà Trung, Hà Nội, đổi tiền không cần phải vào ngân hàng. Ngân hàng hộ chiếu ấy, đúng không? Bác chỉ được đổi 1.000 đô thôi, còn kia không cần. Bao tiền tỷ giá như này, bác ngồi đấy đợi, ra dạng không thiếu xu. Thích tiền nào có. Tư nhân bây giờ nó làm nhanh hơn nhà nước, nhanh hơn các ngân hàng thương mại. Lý do tại sao? Nó giữ tín, chữ tín. Cho nên nó kinh doanh làm ăn đời này qua đời khác. Người ta rất tin, chuyển tiền. Chuyển cho anh vào Sài Gòn nhé. Hôm ấy tôi đứng đường cái cục gạch 3 tỷ rưỡi. Đến đêm đêm, không cần phải đến, anh đi về. Nó gọi đầu bên kia, Sài Gòn, giả cái người này 3 tỷ rưỡi xong. Chưa về đến nhà, điện thoại nó nhắn, em nhận được tiền rồi. Hợp đồng đâu, luật đâu, luật đời ý. Chả có luật nhà nước thì là luật đời. Vì sao? Phải có chữ tín thì ông mới làm ăn được. Cho nên tất cả các hoạt động mà lừa đảo đều không có chỗ đứng trong xã hội. Đấy là vấn đề. Cho nên các chị phải giữ thương hiệu quan trọng lắm. Báo cáo các chị như vậy. Ví dụ như bánh đa thì ăn bánh đa Hải Phòng. Bún cá là phải Hải Phòng. Tại sao mà không có bún cá Nam Định được? Phở là phở Nam Định. Mặc dù phở là sản xuất ở Hải Phòng, bò nuôi ở Hải Phòng, nhưng tại sao mà phở Hải Phòng? Phở Hải Phòng không ai ta ăn. Rồi phải là phở Nam Định. Bún cá phải là bún cá Hải Phòng. Đấy là thương hiệu. Cái nghĩa rất là quan trọng. Cho nên một trong người giàu nhất thế giới là Bill Gates, tài sản 70 tỷ. Thì tài sản hữu hình của ông ấy có 25 tỷ thôi. Còn cái tên Microsoft là nó xin thưa với công ty là 45 tỷ được trị giá trên thị trường.
Cho nên là anh Đặng Nguyên Vũ là anh bán thương hiệu cà phê Trung Nguyên. Bây giờ không cần sản xuất thì bán thương hiệu. Cho nên trong luật pháp bây giờ nó gọi là gì? Franchise, nhượng quyền thương mại. Đấy, các ông chí xài ô tô Camry nhưng mà để lắp ráp ở Việt Nam, máy ảnh Canon nhưng mà sản xuất ở Việt Nam, nhưng mà nó vẫn mang tên Canon, không sản xuất Nhật. Đấy. Thế quay trở lại tài sản hữu hình thì nó chia ra vào hai loại. Và cái này người La Mã đã giải quyết rồi. Động sản và bất động sản. Vậy thì các chị kinh doanh tài sản đứng im, bất động là đứng im, tài sản đứng im nó khác động sản. Vậy thì các đồng chí phải hiểu cái đặc tính này thì các đồng chí đi kinh doanh, kể cả đầu tư. Bất động sản theo các đồng chí quan trọng nhất là yếu tố gì? Xin mời em. Theo bản thân em, bất động sản quan trọng nhất yếu tố gì? Khi em đi kinh doanh, em giới thiệu khách hàng, em phải nhấn mạnh cho người ta yếu tố gì? Có sao quên nói vậy? Tính pháp lý đó em. Em cho em tính duy nhất. Tính duy nhất chưa phải đầu tiên. Em là đầu tiên. Em kia là pháp lý và cái giá trị của bất động sản. Rồi tôi phải biết tính pháp lý thì có giấy tờ đúng không? Nhưng tại sao đất không có giấy tờ nó vẫn mua, đất nông nghiệp nó vẫn mua làm nhà ở, ở đâu có pháp lý? Bất động sản khi đang đi kinh doanh quan trọng nhất là vị trí. Bất động là đứng im, cho nên quản lý đất là quản lý theo danh giới, còn quản lý nước là quản lý theo lưu vực. Sông nó chảy từ tỉnh này đến kia thì các tỉnh phải bắt tay với nhau. Cho nên trong các cái giáo trình của Mỹ nó nhấn mạnh bất động sản là vị trí. Cho nên đầu tư bất động sản chọn vị trí sai là sai luôn. Tại sao luôn? Vị trí vàng. Tính duy nhất, đồng chí này nói rất đúng. Tính duy nhất là gì? Là vị trí vàng. Đây là vấn đề. Tại sao đất ở phố đặt tiền phố cầu đất nó lại đặt? Bởi vì vị trí. Báo cáo công chí là thế. Bây giờ chỉ cần các chỉ có 5 cái bất động sản ở mạng phố trung tâm của Hải Phòng, không làm gì hết, cho thuê có tiền thì chơi. Tại sao nó thuê ở vị trí trung tâm? Buôn bán được. Đấy là gọi là vị trí vàng. Thứ hai, anh ở cái nơi vị trí vàng nó nâng giá trị anh lên. Đúng không ạ? Nhiều người bảo, thầy cứ bảo, đất vàng, thầy lên quê em cho thầy một quả đồi. Và thì quê mày đâu? Và quê em ở Mường Tè. Nên vấn đề, tại sao đất ở Hà Nội, trung tâm Hà Nội lại đắt ở Hải Phòng? Vị trí. Vì sao? Hà Nội, nhiều người bảo ông nghiên cứu bất động sản, tại sao đất Hà Nội đắt? Tôi bảo, thì Hà Nội là cái gì? Hà Nội là thủ đô. Thế đấy, một nước có mấy thủ đô? Thủ đô là trái tim, con người có mấy tim? Hà Nội nó đắt cái nhổ ở thủ đô. Vì sao? 63 tỉnh, chỉ có duy nhất Hà Nội là có cái luật riêng. Đang đến gấu thật. Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp cho đất nước 20% GDP làm gì có luật riêng? Hải Phòng làm gì có luật riêng? Riêng Hà Nội có luật riêng. Luật thủ đô. Cho nên là đến các địa phương nào cũng welcome to, nhưng riêng Hà Nội chẳng có trả lệnh nào cả. Vị trí nó là thủ đô cũng khác. Đất thủ đô nó là khác. Báo cáo các ông chí. Cho nên các ông chí đi kinh doanh, các ông chí lưu ý đây. Một cái điểm này. Vị trí vàng không bao giờ bán. Cho nên phân khúc nhà chung cư, tại sao ở đây nhà chung cư đầu tư bán chậm? Các ông chí hiểu.
áp dụng mà không giống nhau là chết. Hải Phòng là vẫn còn quỹ đất. Người thì báo cáo các đồng chí không tăng bằng Hà Nội. Hà Nội mỗi một năm là tăng 700.000. Hải Phòng vài năm nữa nếu như mà thu hút được các tỉnh dân nó đổ về thì các đồng chí chú ý đến phân khúc nhà chung cư. Còn bây giờ thì phân khúc nhà chung cư vừa phải thôi. Vì sao? Vì dân số tăng nó do hai nguyên nhân các chị phân tích. Một là cơ học, tức là người ở Hải Phòng tự đẻ đẻ. Nhưng bây giờ nó chỉ đẻ 1 đến 2 thôi. Chứ không đẻ nhiều đâu. Bây giờ 1 đến 2, xu thế này bây giờ các đồng chí còn đẻ ít. Vì sao? Vì giờ mốt của chị em ấy là nó là mốt là lấy chồng muộn. Thứ hai, không cần có chồng vẫn có con. Nó gọi là single mom. Đấy, báo cáo các ông chị thế. Bởi vì chị em trẻ trên thế giới bây giờ nó tôn thờ một cái chủ nghĩa là không vì một lần ăn xúc xích mà phải mua cả một cái xúc xích. Đấy, đây là cái vấn đề Đài Loan thế, báo cáo các ông chị như thế. Cho nên là single mom bây giờ là mốt. Kể cả bây giờ không cần đẻ, 60 tuổi vẫn có con. Chị em, tại sao 60 tuổi tiền mãn thanh rồi làm sao cũng đẻ được? Bây giờ là chưa thích đẻ, là đi gửi trứng. Trứng ấy gửi vào ngân hàng. Bây giờ các bạn nam cũng thế, đi gửi năm nọc. Thế thôi, công nghệ nó làm được. Sau đó khi nào cần, xin một tí cho em mua. Đấy, phụ nữ bây giờ thì anh nào thành đạt, thông minh, anh cho em đi gen để em cải tạo, để ép phụ mục con em mưa còn biết chạy khỏi nhà, chứ không phải cái dạng luôn luôn lắng nghe, lâu lâu đánh hiểu. Thế nên xin một tí thôi, bác yên tâm, sống để bụng trên bàn kèo, em cũng khai bác là ai cả. Đấy, cho tí gen mua rồi, nòng nọc kết hợp với trứng, xong nó ghép mầm để thuê đấy. Ghép mầm tức là thuê đẻ 9 tháng 10 ngày đẻ đứa con, bây giờ rất đơn giản. Chị em không cần người đẻ, không cần người nuôi, yên tâm vẫn tập gym, không sợ hỏng cái tòa thiên nhiên đấy. Công nghệ bây giờ nó khác vấn đề rồi. Bây giờ các ông chí biết rồi, cách mạng 4.0, khái niệm 4.0 là gì nhiều người không hiểu đâu, cứ thấy bảo 4.0 là toàn ăn theo nói leo rồi. Loài người ấy đi qua ba cuộc cách mạng và chuẩn bị đến cuộc cách mạng thứ tư. Cách mạng thứ nhất là cách mạng 1.0. 1.0 là cái gì? 1.0 là nó ra đời năm 1760. James Watt phát minh ra máy hơi nước. Đấy, tức là phát minh ra động cơ hơi nước. Đây là cách mạng 1.0. Nó đánh dấu nhân loại chuyển từ phương thức sản xuất thủ công sang sản xuất cơ khí. Cho nên từ phong kiến chuyển sang tư bản như vậy. Thay vì chạy bằng ngựa thì người ta chạy bằng đường sắt hơi nước. Thay bằng treo bằng thuyền thì người ta lắp động cơ vào để chạy. James Watt là người Anh cho nên nước Anh nó mới tận dụng cái đấy. Cho nên tàu của Anh nó mới đi được khá xa, nó chiếm được nhiều điện. Cho nên người ta nói mặt trời không bao giờ lặn trên đất nước Anh. Đấy là cách mạng 1.0. Không, cách mạng 2.0 là gì? Các ông chỉ lưu ý cho chúng tôi là năm 1820, cách mạng 2.0 là con người phát minh ra điện. Đấy, điện nó chuyển từ nền sản xuất cơ khí sang điện khí hóa. Mà Lenin có công thức rất nổi tiếng, chủ nghĩa xã hội là chính quyền Xô Viết cộng với điện khí hóa. Cho nên là thay đổi thế giới. Nhà các ông chí bây giờ không, đố các ông chí không có sản phẩm nào dùng điện. Bây giờ mất điện khó chịu lắm, nồi cơm điện, điện thoại chẳng có điện, sưởi điện, quạt tivi chẳng có điện. Điện rất là quan trọng. Cách mạng 3.0 là gì? 3.0 là nó xuất hiện những năm 60 thế kỷ trước. Nó phát minh ra cái gì? Internet. Internet chat, webcam nó làm cho thế giới thu nhỏ trong lòng bàn tay. Đó là Internet. Và cách mạng 4.0 là bây giờ
Cách mạng 4.0 có 3 sản phẩm. Một là trí tuệ thông minh. Cho nên là Việt Nam bây giờ phải tận dụng để chúng ta đi tắt đón đầu. Trí tuệ thông minh có nghĩa là robot làm thay con người. Tới đây không cần phải đi học lái xe, ra lai không biết chữ đồng bào dân tộc, không cần phải ra phòng để lấy bằng. Bởi vì tới đây điều khiển ô tô con người điều khiển đâu? Ô tô tự lái. Con người sáng tạo ô tô tự lái. Tức là cứ ngồi lên xe, chị em ngồi lên xe, chắc chít đi dài thì là xe tự chạy. Làm được rồi. Thứ hai là các robot thay thế con người. Ở Nhật hiện nay là nó không chịu đẻ. Cứ tình trạng này 1.000 năm nữa người Nhật cũng bị tuyệt chủng. Bây giờ là đẻ rất ít. Thì tại sao không Nhật lại không đẻ? Và những chủ nghĩa độc thân, và những người tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Đấy. Người Nhật, châu Âu là suy nghĩ bằng lý trí, cho nên là châu Âu có toán, có triết. Người Trung Quốc là gì? Là duy ý chí. Trung Quốc làm mọi cách để đạt mục đích, cho nên chỉ bằng một cách tạp phớ Trung Quốc cai trị thế giới. Thằng Trung Quốc là miễn đạt mục đích kể cả bừng. Còn người Việt Nam là suy nghĩ bằng tình. Người Việt Nam không phải nghĩ bằng đầu, mà người nào Việt Nam nghĩ bằng bụng. Nghĩ bụng, nghĩ bằng bụng thì đấy phải nghĩ bằng đầu. Nghĩ bụng, đấy là vấn đề. Lòng bỏ dạ, tức là ruột bảo bụng, chứ đâu không bảo bụng. Lòng bỏ dạ, phải lòng nhau. Phải lòng nữa phải ruột, đâu phải đầu. Cho nên là người Việt Nam suy nghĩ tình cảm vân vân hay liên quan bố lòng cho đến dẫn đến đấy ăn nhậu. Ăn nhậu là thế. Các chỉ đi kinh doanh như vậy đây. Đấy, muốn làm cái gì cứ phải giặt quán như thế. Đúng không? Đây là vấn đề. Bởi vì có cái bụng no thì đầu, bụng nó điều khiển đầu. Đấy là vấn đề là dài. Cứ phải đi ăn nhậu, không ăn nhậu khó lắm. Nhưng người Việt Nam nó duy tình. Đấy, vấn đề là dài này. Mình phải biết cái đặc điểm của mình. Cho nên lịch sử 4.000 năm của Việt Nam là dựng nước và giữ nước. Chúng ta là nước rất nhỏ. Người Việt Nam chưa bao giờ có tư tưởng đi chinh phục các nước khác. Bởi vì chúng ta quá yếu. Lịch sử chúng ta chưa bao giờ đi chinh phục các nước khác. Phải mạnh mới chinh phục các nước khác. Cho nên chúng ta chỉ dựng nước và giữ nước. Tức là yếu chúng ta giỏi. Cho nên các ông chí đi sang người Trung Quốc nó đi sang đây. Các ông chí biết cả thế giới ghét Trung Quốc. Người Trung Quốc sang đây là không nhường được nào hết. Vì sao? Vì Mao Trạch Đông đã nói rồi, người Trung Quốc phải là công dân số 1 thế giới, không bao giờ số 2. Cho nên nó không nhường được nào hết. Trung Quốc không thể học tiếng Anh. Bởi vì thằng nào chơi với Trung Quốc phải học tiếng của nó, nó đếch thèm đi học tiếng thằng nào hết. Nó là nước lớn. Cho nên nó tinh tướng bởi vì nó mạnh. Còn mình yếu thì dạng tinh tướng. Như đều bảo người ta không ạ. Cho nên mình thắng. Cứ đánh thắng Trung Quốc mình phải chiều cống thôi. Lịch sử thế đấy. Mình phải biết cái văn hóa của mình. Cái văn hóa Việt Nam. Cho nên công chí đi kinh doanh ấy, rất khó. Người Việt Nam ấy, nói đến luật khó. Chỉ đi môi giới mơ người nói luật lạ thì dân không thích đâu. Dân nhiều mình không thích. Mình nói duy tình. Nó duy tình nó đầu. Thế đừng có nói luật không. Đấy. Bây giờ mua bán phải luật nó bảo thế này, luật bảo thế kia, thế khó lùa được gà lắm. Các chị hiểu cái câu chuyện. Cho nên cái vị trí rất là quan trọng. Giờ các chị phải tính cái phân khúc đầu tư nhà chung cư ở Hải Phòng chắc phải 10-15 năm nữa. Còn bây giờ xây cũng được nhưng bán chậm. Lý do vì sao? Cái tăng thứ hai là dân số cơ học, chủ yếu Hà Nội là tăng cơ học. Tức là người ở địa phương khác nó đổ về đây. Khi nào đất chật người đông, hãy nghĩ đến phát triển không gian đeo chiều thẳng đứng. Tức là gì? Chung cư. Còn bây giờ Hải Phòng, đất vẫn đầy, người vừa thôi. Cho nên tâm lý người dân Hải Phòng vẫn mua nhà có đất. Người đã chưa quen cái nhà chung cư. Đấy các ông chí. Các ông chỉ đi làm, các ông chỉ phân tích được. Thứ hai, vị trí
thì các ông chí lưu ý đấy. Cái này nói về luật nhưng là nói trực tiếp. Đầu tư ở chỗ nào thì các ông chí phải vị trí. Phải đầu tư ở chỗ thế đất cao, chỗ nào đất thấp vấn đề. Cho nên tại sao Hà Nội là phát triển theo hướng Tây? Vì địa hình của Hà Nội là phía Tây cao thấp với phía Nam. Cho nên những vùng nào, những cái huyện nào các ông chí mà trúng thì các ông chí không nên tập trung chiến lược, mà các ông chí phải tập trung chiến lược vào những vùng mà thế đất cao. Bởi vì sao? Ở nó có yếu tố phong thủy, ở và chết bao giờ cũng phải ở. Cái thế nó gọi là tựa sơn đạp thủy. Tựa sơn đạp thủy có nghĩa thế nào? Ở trên cao nhìn xuống dưới nước. Đấy là vấn đề. Tại sao người ta ở trên cao, người ta nhìn xuống dưới nước? Nước nó chảy là long mạch. Phong thủy phải có long mạch. Tôi nói các ông chí thế. Cái long mạch rất quan trọng. Đấy. Cho nên thế đất nó là như vậy. Thì các ông chí phải tính. Đấy. Cái câu chuyện gì đấy. Mô mả của thế. Đặt thì các ông chí biết là trên cao nhìn xuống thấp. Trên đời có ba thứ không bao giờ thay đổi. Thì chỉ nhớ cho chúng tôi ba cái thứ không bao giờ thay đổi, hai thứ không dám thay đổi, và một thứ là muốn thay đổi nhưng không thay đổi được. Hai cái thứ mà không thay đổi đó là gì? Nhà và mồ mả. Cho nên quan niệm người Việt Nam sống với mồ với mả, ai sống cả bát cơm. Mồ mả quan trọng lắm. Thứ hai là nhà. Nhà nó có lộc không chuyển đi đâu. Rồi vấn đề hai cửa hàng bán giống nhau, tại sao một cửa hàng đông một cửa hàng vắng? Nó có lộc. Nhà có lộc không bao giờ phải bán, mà phát không ai gì rời. Cho nên đốc bồ đốc mà chỉ có tạ thôi, không ai gì rời. Mà nó đã kết tờ hồng chuyển đi phát đứt ngay. Đấy vấn đề. Cho nên hai thứ không được bao giờ được chuyển, có cho không được chuyển, đang khác nhà và mồ mả. Chiều tôi sẽ nói những chuyện phong thủy một chút. Một cái loại thứ hai muốn thay đổi nhưng không thay đổi được, ít làm hiếm, đó là vợ. Vợ là cái thứ rất muốn thay đổi nhưng rất thay đổi được. Đây là vấn đề. Đấy, cho nên cuộc đời cũng ba cái thứ mà chúng lưu ý. Cho nên các cụ mình bảo an cư lạc nghiệp. Cho nên bất động sản cái quan trọng đầu tiên cũng chính là vị trí. Khi các chị đi môi giới cho khách hàng, các chị phải nói cái vị trí này tại sao không phải mua ở đây. Cái thứ hai liên quan vị trí đó là gì? Phải có quy hoạch đường. Vì cái tâm lý của Việt Nam này gì? Đường đến đâu người bồi đấy. Nhớ không? Người Việt Nam hay bám ở mặt đường. Vì vừa ở kinh doanh thì các chị đi sáng sinh mặt phố chả làm cái gì. Nhưng người Việt Nam là như vậy. Thì các chị lưu ý không chứ? Cho nên chỗ nào có dự án làm đường thì đầu tư vào đấy. Chỗ nào không có dự án làm đường thì không nên đầu tư. Bởi vì cái tính thanh khoản thấp, tức là bán chậm. Chỉ lưu ý như vậy. Câu chuyện như vậy. Nên phải có đường, đường chạy qua tự nhiên giá rất là lên. Đấy, câu chuyện đây mà. Chỉ phải lưu ý câu chuyện. Quay trở lại cái câu chuyện. Vậy thì liên quan đến luật thì ở đây nó có hai cái luật. Thì tôi nói là hai. Luật thứ nhất là kinh doanh bất động sản. Thì báo cáo với các ông chí, bất động sản thì nói đến nhà đất. Nhà nào được bán và nhà nào không được bán. Đất nào được kinh doanh và đất nào không được kinh doanh. Ta chỉ quan tâm đến bất động sản hàng hóa thôi. Còn bất động sản không phải hàng hóa thì các ông chí đừng quan tâm. Ví dụ đất ở Lăng Bác giá bao tiền? Ra đâu tính giá? Vả vỡ mồm.
Các ông chí lưu ý, chỉ quan tâm đến bất động sản hàng hóa. Ví dụ, nhà công vụ không được bán. Nhà công vụ không được bán. Trụ sở cơ quan nhà nước không được bán. Nên đừng có nhận vào. Các ông chí lưu ý, kinh doanh thì theo luật kinh doanh bất động sản chỉ có 3 cái giao dịch thôi. Mua bán là 1, cho thuê là 2, rồi thuê mua là 3. Đấy, 3 cái đấy là kinh doanh. Thế thì kinh doanh bất động sản thì nó có 2 lĩnh vực. 1 là lĩnh vực kinh doanh bất động sản, 2 là lĩnh vực kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản. Thì các ông chỉ nhớ cho, kinh doanh bất động sản là lĩnh ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì sao? Vì nó liên quan đến tài sản lớn, cho nên phải có điều kiện. Trên thực tế có những nghề kinh doanh không có điều kiện, nhưng có nghề kinh doanh có điều kiện. Đấy. Ví dụ kinh doanh không có điều kiện thì báo cáo các ông chí là gì? Bán tạp hóa điều kiện đi đâu? Rửa xe ô tô điều kiện đi đâu? Cắt tóc điều kiện đi đâu? Nhưng mà những ngành nghề mà 1 liên quan tài sản lớn, 2 liên quan đến tính mạng sức khỏe con người, 3 liên quan đến danh dự địa vị về mặt chính trị pháp lý, 4 liên quan đến xuất bản, an ninh, quốc phòng, viễn thông có điều kiện. Ví dụ như anh muốn mở văn phòng luật sư thì anh phải có chứng chỉ hành nghề luật sư, có thẻ luật sư, đấy là điều kiện. Anh muốn mở công chứng, văn phòng công chứng thì anh phải có chứng chỉ hành nghề công chứng viên, anh phải có trình độ pháp lý, đấy là kinh doanh có điều kiện. Vậy thì kinh doanh bất động sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Thế thì kinh doanh bất động sản thì điều kiện các chị lưu ý, cái này các chị phải biết. Các chủ đầu tư đầu tiên là vốn, không có tiền gì thì trước đây theo luật cũ, luật kinh doanh bất động sản năm 2006, anh chỉ có vốn pháp định từ 6 tỷ trở lên là anh đã trở thành chủ đầu tư. Thì vốn pháp định là cái gì? Vốn pháp định là cái vốn mà pháp luật quy định tại thời điểm xin giấy phép đăng ký kinh doanh anh phải có 6 tỷ trở lên. Nhưng bây giờ theo luật kinh doanh bất động sản mới năm 2014 thì vốn pháp định tổ chức cá nhân muốn kinh doanh bất động sản thì vốn pháp định phải từ 20 tỷ trở lên. 20 tỷ trở lên tức là ta nâng lên để làm gì? Để tránh tình trạng tay không bắt giặc. Thế thì có đồng chí hiểu hỏi chúng tôi là vốn pháp định thì chỉ cần lúc lấy giấy phép đăng ký kinh doanh hay là suốt thời gian kinh doanh, thì câu trả lời vốn pháp định là trong suốt thời kỳ kinh doanh, chứ không phải là em bây giờ công ty mà tao sắp tiền vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản, bây giờ vốn của tao mới có 10 tỷ mày chuyển vào tài khoản cho tao vay 10 tỷ nữa, đủ 20 tỷ tao xong cái giấy phép kinh doanh tao sẽ giảm mày 20 tỷ. Chuyện đấy là không có đấy, vốn pháp định tức là gì? Đồng chí cái hiệu nôm na đấy, năng lực tài chính nôm na đấy, phỏng đúng không? Bây giờ có 4 ông ngồi ở sân, việc đầu tiên là phải dở quý ra xem là có bao nhiêu. Ví mày có 3 cục từng ngồi, mày có 500, lỡ mơ hôm nay mày đỏ tay không bắt giặc ăn hết đúng không? Muốn nghe còn vào sới này phỏng trong ví ít nhất có 3 triệu để làm gì? Chứng minh bố mẹ có năng lực tài chính đấy, cứ hiểu nôm na thế đúng không? Thì bây giờ nói về luật của kho ông chỉ cứ hiểu thế, còn mày dưới 3 triệu thì xin mời mày ra ngoài đúng không? Còn từ 3 triệu trở lên mới được sới, tuổi nào cũng được kinh doanh bất động sản. Thứ hai là gì? Là phải có giấy phép đăng ký
kinh doanh bất động sản, giấy phép đăng ký kinh doanh bất động sản ở Úc ấy, môi trường nó rất khác Việt Nam. Tôi học ở Úc mà kinh doanh ấy thì có hai điều kiện đấy: một là có giấy phép, hai là đóng thuế xong, chẳng ai hỏi. Cho nên bên kia mà nuôi gà bị chó tự thịt rồi đi tù thì bắt đầu ông không có giấy phép mà ông thịt gà, tức là ông vi phạm luật bảo vệ động vật. Còn ông muốn ăn thịt gà ra siêu thị cũng mua, bởi vì nó có một cơ sở giết mổ, nó có giấy phép, có đóng thuế. Còn anh không có giấy phép thì không được. Bên các nước, báo cáo các đồng chí, nước phát triển số 1 là trẻ con này bảo vệ tuyệt đối. Con mình để ra cáu, nó không nghe lời, tát phạt. Mai nó đi trường nó bảo cô giáo, bố cháu hôm qua bố mẹ đánh cô giáo, nó gọi là tòa án gia đình. Chúng ta sắp tới nó có một cái tòa chuyên trách là tòa án gia đình và trẻ em vị thành niên. Tòa án gia đình nó mới gửi cháp về, nó bảo là cảnh cáo ông bà đánh con là vi phạm luật bảo vệ trẻ em. Giờ để bạn bạn đi một thời gian tự nhiên mình về mình cáo quan tát nó cái, mai nó bảo tòa án gia đình nó mới mở trên tòa gọi bố mẹ lên xét xử, hỏi đứa bé có thích ở với ông bà này không, nó bảo không. Tòa án nhân dân nước Úc tước quyền đập trả làm mẹ ông bà không còn là bố mẹ đứa bé này nữa, lý do là phạm luật bảo vệ trẻ em. Đứa bé này chính phủ Úc nuôi, nó nuôi 18 tuổi. Bên kia gia đình nó lỏng lẻo lắm, báo cáo các ông chí kết 15 tuổi có quyền dẫn bạn trai bạn gái vào phòng, bố mẹ không được làm gì, bởi vì nếu mà can thiệp vi phạm nhân quyền. Mà bên kia con đẻ ra không ở chung với bố mẹ, không ở chung, các ông chí báo cáo các ông chí đấy. Cho nên ông chẳng cần. Bên Úc thất nghiệp đi chơi mỗi tháng lĩnh 600 đô tiền trợ cấp, tự thuê nhà tự ăn, cần gì tài sản bố mẹ cho chẳng sao, không quan trọng. Ngay là mình đang đi làm này tự nhiên con nó bảo mai con muốn đi ra biển, thì bố mới đến gặp ông sếp, ví dụ như gặp bạn Hoàng ông Tuyên, bảo là con tôi nó bảo mai là nó muốn đi chơi, vậy thì tôi xin nghỉ phép. Ông Hoan công Tuyên phải cho nghỉ phép, ông Hoan công Tuyên không cho nghỉ phép, nhà nước Úc nó phạt ngay, vi phạm luật trẻ con, luật của nó kinh thế. Cho nên ở bên kia là con cái nó là bố mẹ cha mẹ, nhưng mà cha mẹ là bố mẹ con cái, văn hóa nó khác mình. Người đối tượng gai thì bảo vệ phụ nữ không được đánh trò, rồi là các ông chí đấy không được bạo hành. Nhưng người Pháp có cái câu ngạn ngữ là không được cầm một cành hoa hồng để đánh người phụ nữ. Phụ nữ là chỉ nâng niu vuốt ve thôi. Đấy, báo cáo làm chi đây? Bao giờ Việt Nam có nữ làm thủ tướng thì chúng ta mới phát triển và bình đẳng giới hoàn toàn. Lịch sử Việt Nam hơn 70 năm chưa bao giờ có nữ làm phó thủ tướng, chỉ là có bộ trưởng. Khóa này thì may quá có một chị làm một trong tứ trụ triều đình, tên là chủ tịch quốc hội, đúng không? Đấy là vấn đề. Chứ còn nữ là kinh nghiệm, nữ là về mặt tổng thể không bằng đàn ông, nhưng cá nhân cực kỳ xuất sắc. Trung Quốc ba người phụ nữ nổi tiếng trong lịch sử: một là Võ Tắc Thiên, hai là Từ Hy Thái Hậu, và ba là Giang Thành Thanh. Ba người phụ nữ lấy lừng trong lịch sử Trung Quốc, đàn ông không bằng đâu. Đấy, kinh tế. Nhưng Việt Nam thì nó chưa có cái câu chuyện này. Và cái thứ tư là động vật. Bên kia có bác sĩ thú y, tức là chữa bệnh cho động vật. Ở Đài Loan nó có cái luật như này: các ông chí đi xe máy mà các ông chí để con chó mà nó léo đéo chạy sau theo thích là các ông chí đi tù, lý do là ngược đãi động vật. Tại sao con người đi xe máy mà phải bắt con chó chạy tội? Người đi xe máy thì chó phải được đi xe máy. Nên vấn đề, câu chuyện là thế. Chứ còn hai
bên kia cũng đánh nhau, chảy máu. Cảnh sát nó kệ. Mày đấm nhau chảy máu xong, mày tự đi. Cho nên, nó xin lỗi các ông chí, ở bên nước ngoài phát triển, đàn ông không bằng con chó. Chó nó bị thương, mình có bác sĩ nó chăm, mấy ông đàn ông đánh nhau, máu mồm mới kệ. Bên kia là gì? Để cho nên nó có những cái câu chuyện này các ông chí biết. Cho nên là liên quan đến cái câu chuyện. Cho nên nó có giấy phép đăng ký kinh doanh. Bên kia mà không có giấy phép đăng ký kinh doanh thì chết. Cho nên có những cái ngành nghề luật pháp đã cấm. Bởi vì chuyện của ta, những các nước thì nó lại không cấm. Ví dụ casino, bên kia không cấm. Các ông chí thích thì vào đánh. Ở Úc, người ta chỉ cảnh báo là chơi cờ bạc thì không có lợi, thế thôi. Còn anh có giấy phép, chắc sao cả. Cho nên, giấy phép rất quan trọng. Bản chất của giấy phép kinh doanh đó là cái gì? Bản chất của giấy phép kinh doanh để nhà nước thu thuế. Đấy. Anh kinh doanh mà không có giấy phép, tức là anh trốn thuế. Ở các nước trốn thuế nó là chết. Đấy là vấn đề. Anh có kinh doanh, bản chất cấp giấy phép kinh doanh, nhà nước quản lý. Quản lý bằng cách gì? Thu thuế. Ở các nước là chủ yếu là thu thuế. Thuế đánh rất nặng. Mà các anh chị đây. Đấy là câu chuyện. Cho nên không được trốn thuế. Cho nên kinh doanh bất động sản thì trong ngành nghề kinh doanh phải có nội dung là kinh doanh bất động sản. Và điều kiện thứ ba là gì? Là phải thành lập doanh nghiệp hợp tác xã. Doanh nghiệp hợp tác xã. Thế thì cá nhân kinh doanh bất động sản và cá nhân không kinh doanh bất động sản nó khác nhau điểm nào? Cái đây là cái về mặt pháp lý cũng chỉ phải hiểu. Cá nhân kinh doanh bất động sản thì nó được mua đi bán lại bất động sản không giới hạn về số lượng. Đấy là điểm khác nhau. Còn chúng ta mà không kinh doanh bất động sản ấy, thì về mặt luật chúng ta chỉ được mua một căn hộ, một ngôi nhà trong dự án nhà ở thương mại. Tại sao lại như vậy? Chống đầu cơ. Ở ta luật nó có, nhưng mà thực thi luật thì nó không nghiêm thôi. Cho nên các chính nói, ông nói như thế nào? Ông bảo luật không được mua, được chỉ được mua ngôi nhà. Tôi thấy khối nhà, nó mua bao nhiêu ngôi nhà, chẳng gì được nó. Cái lỗi đây không phải là luật, mà lỗi đây là thực thi luật. Ở đây mình đang nói về luật. Cho nên là chống đầu cơ. Ở Singapore, báo cáo với các chí này, nhà nước đứng nhà, xây nhà, bán, không để cho tư nhân. Vì Singapore là đất chất người đông, báo cáo các chí, nó chỉ có 700 cây số vuông lớn hơn Phú Quốc mình một tí, 3 triệu dưới dân. Nhưng nó quy định là gì? Anh mua nhà của nhà nước, thì phải sau 10 năm anh mới mua được căn thứ hai. Sau 10 năm mình mua được căn thứ hai. Tại sao như vậy? Để nó chống đầu cơ. Cho nên nhà xã hội chúng ta quy định như vậy. Người nào thuộc đối tượng nghèo mà mua nhà ở xã hội thì anh phải ở sau 10 năm mới được bán lại cho người khác. Còn trường hợp anh mua mà sau 10 năm, chưa đến 10 năm mà anh bán lại cho nhà nước, bán lại cho người khác thì nhà nước phát hiện sẽ thu cái phần chênh lệch. Còn sau khi anh mua nhà ở xã hội mà anh ở 3 năm anh muốn bán thì anh phải bán cho nhà nước. Thế luật của ta quy định như vậy. Thì quan trọng thực thi là thế nào? Tại yếu nhất là không thực thi, bởi vì lợi ích nhóm chỉ vội. Lỗi ở hiện nay trong quản lý không phải ở luật, mà các tiêu cực hiện nay là ở thực thi luật không nghiêm. Cho nên thì đang có tra từ điển tra ngược là luật pháp là luật được quyền pháp thực hiện, nhưng mà với ta hoặc là pháp chế sự chế giữa pháp luật nó có không phải thực hiện. Đấy là về luật bất động sản năm 2006 thì nó có 6 lĩnh vực là kinh doanh dịch vụ bất động sản luật cũ đấy. Một là tư vấn, hai là quảng cáo bất động sản, ba là định giá bất động sản, bốn là quản lý bất động sản, năm là môi giới bất động sản và sáu là sản giao dịch bất động sản. Bây giờ đến luật mới thì có 4 lĩnh vực là kinh doanh dịch vụ bất động sản.
Một là tư vấn bất động sản, hai là môi giới bất động sản, ba là định giá quản lý bất động sản, và bốn là sản giao dịch bất động sản. Còn định giá bất động sản và quản lý bất động sản bây giờ không nằm trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bất động sản. Đồng chí lưu ý, thì kinh doanh dịch vụ bất động sản thì chỉ có tư vấn là không có chứng chỉ. Còn môi giới bất động sản thì anh bắt buộc phải có chứng chỉ. Còn nếu anh đi kinh doanh môi giới bất động sản mà không có chứng chỉ thì đấy gọi là cò nhà đất, cò nhà đất. Đấy. Thế còn quản lý bất động sản thì cũng phải có chứng chỉ. Đấy. Thì chứng chỉ thì hai cấp. Thì chứng chỉ môi giới bất động sản đó là sở xây dựng cấp tỉnh cấp. Nhưng các ông chí phải qua cái lớp đào tạo về cấp chứng chỉ môi giới. Nếu như mà ở đây các ông chí có nhu cầu ấy, thì có thể sáng năm 2019 thì chúng ta sẽ liên kết tổ chức một cái lớp những đồng chí nào mà muốn làm nghề môi giới mà chưa có chứng chỉ môi giới thì chúng ta sẽ hoàn thiện cái đấy. Bởi vì chúng ta đi môi giới mà không có chứng chỉ tức là chúng ta kinh doanh không hợp pháp, mà chúng ta làm chuyên nghiệp thì phải có chứng chỉ. Báo cáo các ông chí như vậy, thì các ông chí lưu ý cái câu chuyện như vậy. Cho nên là không cần tiền, nhưng đi môi giới bất động sản thì phải tuân theo đạo đức nghề nghiệp. Ở các nước phát triển đạo đức nghề nghiệp rất quan trọng, đạo đức cũng như môi giới. Đà Nẵng bây giờ là bây giờ các chị đi môi giới hoa hồng môi giới, phí môi giới thằng nào giả. Bây giờ bán giả ăn là hai phí môi giới là bán giả đúng không, hoa hồng môi giới là giả. Thế là văn minh rồi đấy. Chứ ngày xưa ấy, nhà môi giới là sơn là ai? Các bạn thì ông bán cũng có ăn tí, ông mua cũng ăn tí. Nhưng bây giờ cái đấy là đúng là theo luật của nước ngoài. Phí môi giới, hoa hồng môi giới, các ông bán cũng giảm. Cái điểm thứ hai là cá nhân kinh doanh bất động sản và cá nhân không kinh doanh bất động sản khác nhau điểm nào. Ví dụ bây giờ các ông chỉ có 6 cái nhà, các ông chỉ bán một cái nhà, giao dịch thì không phải là kinh doanh bất động sản, giao dịch đấy là giao dịch dân sự. Tại sao? Vì chúng ta cũng không phải là chủ thể kinh doanh bất động sản, do đó giao dịch đấy là chúng ta nộp thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản 2%. Nhưng cá nhân đứng ra thành lập công ty kinh doanh bất động sản bán nhà thì anh phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp mà mức thu là bằng 20% lãi dòng tự trừ đi các chi phí. Đấy là sự khác nhau giữa cái ông kinh doanh bất động sản và ông công kinh doanh bất động sản. Nghe này phải công chí mình lưu ý cái câu chuyện trong quá trình chúng tôi nói, thậm chí có thể họ rất thoải mái đâu, công hiểu cái gì thì họ thì đấy là cái câu chuyện. Thế bây giờ vấn đề đặt ra tiếp, đất nào được kinh doanh và đất nào được nhận chuyển nhượng. Thì báo cáo với các ông chí như này, đất mà được nhà nước giao có thu tiền thì được kinh doanh, đất mà nhà nước giao không thu tiền không được kinh doanh. Tôi lấy ví dụ, đất mà chúng ta đang ngồi đây là không được kinh doanh. Vì sao? Đất này giao cho thành ủy làm văn phòng nhà khách, mục đích không phải là sản xuất kinh doanh, giao không thu tiền, chuyện đất này không được bán. Nếu mà anh nào bán, anh nào mua cái này thì pháp luật xử lý, bởi vì luật cấm.
Cho nên ví dụ như là công ty vận tải biển, công ty vận tải đường sông, bây giờ làm ăn thua lỗ, nó có thể bán đất chuyển nhượng quyền sử dụng, nhưng mình nói gọi đông ra bán được. Vì sao? Vì nhận đất sản xuất kinh doanh thì phải nộp tiền. Đồng chí cứ nhớ cho, đất mà ra không thu tiền thì không được bán. Đây là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, đất mà thuê trả tiền thuê đất một lần thì được chuyển nhượng. Đất mà thuê trả tiền hàng năm không được chuyển nhượng. Thì đấy là đối tượng nhé. Hai, ai được được bán đất thì các ông chỉ lưu ý, người được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất là một. Hai, người được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần là hai. Ba, người được nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm nhưng bây giờ được phép cho thuê đất chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần thì được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thế đất nào được nhận chuyển nhượng và đất nào không được nhận chuyển nhượng thì các ông chỉ lưu ý này. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Các ông chỉ có làm ăn liên doanh liên kết thì. Cho nên một nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực bất động sản thì nó phải thuê đất của nhà nước Việt Nam. Đây là vấn đề thuê đất của nhà nước Việt Nam. Còn nếu không, nó phải liên doanh với một doanh nghiệp Việt Nam thành lập một pháp nhân mới thì nó được nhận chuyển nhượng. Còn bản thân nó đứng ra nhận chuyển nhượng là pháp luật không cho. Đấy. Thì các ông chỉ lưu ý. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được thuê đất của tổ chức cá nhân. Chỉ được thuê đất của nhà nước. Thì trong luật đất đai quy định như vậy. Thứ hai, tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa của gia đình cá nhân. Tổ chức kinh tế tức là doanh nghiệp các đồng chí được nhận chuyển nhượng các loại đất khác nhưng đất trồng lúa không được. Đất rừng phòng hộ, đất rừng áp dụng không được nhận chuyển nhượng. Ý thứ hai, các ông chí nói rất đúng, một số các ông chí nói rất đúng. Cái yếu tố thứ hai của bất động sản, yếu tố đầu tiên là vị trí. Cho nên đi mua đất, các ông chí lưu ý này. Các ông chí phải biết tâm lý khách hàng. Khách hàng bây giờ đi mua đất, việc đầu tiên là xác định vị trí, thứ hai là hướng. Hướng, bởi vì bất động sản nó có hướng. Chiều tôi sẽ thảo luận luật một số cái tình huống cụ thể. Bây giờ đi mua nhà mà nó sai hướng thì làm thế nào để ta khuyên khách hàng được? Buổi chiều ấy nói loại thứ hai, bất động sản giấy tờ pháp lý thì nó cực kỳ chính xác. Tiếng Việt của mình nhiều khi nó không chính xác. Và các bạn thì nó nghĩa đen, nghĩa bóng, nói vậy mà không phải vậy. Thế cho nên là cái người Việt phải rất hiểu tiếng Việt. Tiếng của chúng ta không phải do chúng ta nghĩ ra đâu. Tiếng mà ngày hôm nay sáng nói này, người nước ngoài nghĩ ra cho mình. Tiếng của chúng ta nghĩ ra là tiếng nôm theo tượng hình của Trung Quốc. Trung Quốc là các cái que xếp vào nhau. Thế còn Lào này, Campuchia, Thái Lan, Trung Đông, nó là các sợi bún của con ruồi xoắn vào với nhau. Thế nên Trạng Quỳnh là cái thằng sứ giả Trung Quốc. Sứ giả Trung Quốc sắp đầy là thằng vẽ rất giỏi. Mới bảo đố ai một phát đánh một tiếng trống vẽ được một con vật. Trạng Quỳnh bảo vẽ một tiếng trống tôi vẽ được 10 con vật. Sứ giả bảo mình một tiếng trống vẽ con ghê để nó vẽ thì tùng phát Trạng Quỳnh nhúng người đầu ngón tay
con, cho gì, con chuột. Thế vấn đề, cho nên ở khu vực Đông Nam Á, tiếng Việt là văn minh nhất, nó có hệ Latin. Đấy, hệ Latin như vậy, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, cho nên có dấu. Và cái người mà nghĩ ra, đấy là người Pháp, nhà truyền giáo Alexander Rhodes. Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Alexander Road, còn Hà Nội, Hải Phòng chưa có. Chưa có. Ông đấy nghĩ ra tiếng Việt chúng ta. Đây có dấu. Mà đặc điểm của tiếng Việt thì có dấu. Báo cáo ông chi tên. Đây. Cho nên người Anh mà nói tên thì chết. Đúng không? Ví dụ như là... Ví dụ, có ông tên là Phan Thị Vân. Đúng không? Họ thì em quý muốn dấu sắc. Bác mất dầu sắc thì mất đi luôn, đúng không? Thế nên là anh mới phải dùng sắc của chúng tôi. Vì bây giờ là xu hướng người ta rất thích mua cái dự án. Cái dự án. Lý do sao? Dự án thứ nhất là quy hoạch yên tâm. Mua nhà thì là kê cao bối ngủ. Quy hoạch chuẩn. Thứ hai, đường xá cơ sở hạ tầng rất tốt. Bây giờ đi mua nhà, người ta không chỉ quan tâm đến nhà, mà là gì? Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Tức là đường như thế nào, ô tô có đỗ được hay không? Đây là vấn đề thứ nhất. Trường học thế nào, bệnh viện thế nào, nơi vui chơi giải trí thế nào? Tức là ở bây giờ phải đi liền với các dịch vụ tiện ích, chứ không chỉ xây nhà không. Xây nhà không mà không có các dịch vụ tiện ích không bán được đâu. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba, giấy tờ pháp lý nó chuẩn. Nó chuẩn chỉnh. Thế nhà dự án thì người ta rất thích. Giấy tờ pháp lý nó chuẩn. Rồi mua xong là xong. Không sợ giấy tờ lông côn. Cho nên bất động sản các chị lưu ý. Vậy thì chuyển nhượng đất thì các chị lưu ý nó phải bốn điều kiện. Đất kinh doanh nó phải bốn điều kiện. Anh muốn chuyển nhượng thì điều kiện thứ nhất, đất đấy phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện nay có 5 loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Báo cáo các đồng chí, có 5 loại đều hợp pháp hết. Loại thứ nhất là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp theo mẫu do Tổng cục Quản lý ruộng đất theo luật đất đai năm 1987. Bây giờ chưa hề có cái điều luật nào thu hồi cái giấy này. Loại thứ hai là sổ đỏ. Sổ đỏ, các đồng chí lưu ý, đây là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp theo mẫu do Tổng cục Địa chính phát hành theo quy định của luật đất đai năm 1993. Sổ đỏ chỉ cấp cho các loại đất sau đây. Một là đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp nuôi trồng thủy sản, đất ở nông thôn. Đấy là cái loại thứ hai. Loại thứ ba là sổ hồng. Hải Phòng chắc vẫn có nhà không đổi thành có sổ hồng. Sổ hồng là gì? Đó là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị cấp theo nghị định 60CP ngày mùng 7 tháng 4 năm 1994. Đấy là nghị định của chính phủ, gọi là sổ hồng. Đấy là loại thứ ba. Loại thứ tư là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp theo mẫu do Bộ Tài nguyên Môi trường phát hành theo quy định của luật đất đai năm 2003. Thì cái này là cấp cho mọi loại đất, cả đô thị, cả thôn, bắt đầu kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2004. Loại thứ năm là bây giờ tên rất dài, là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Cái này cũng là màu hồng, là mẫu do Bộ Tài nguyên Môi trường phát hành cấp theo luật đất đai năm 2003, tức là thời điểm từ 1/7/2014. Thì bây giờ đang có ý kiến đề nghị là thôi thay cái tên dài như vậy bằng tên là giấy chứng nhận quyền sở hữu và quyền sử dụng bất động sản. Nhưng mà Bộ Tài nguyên Môi trường chứng kiến thì đấy, năm cái loại giấy đấy. Báo cáo các anh chị là được chuyển nhượng.
bây giờ đấy liên quan đến đây, các chị lưu ý đây. Đi giao dịch thì ta tư vấn cho khách hàng là giao dịch với người có tên trong sổ đỏ. Trường hợp người không có tên trong sổ đỏ thì phải có hợp đồng ủy quyền, quyền có công chứng thì mới giao dịch. Thế bây giờ trong sổ đỏ nó có 3 loại. Một loại ghi là cấp cho cá nhân, hai là đồng sở hữu, đây là cấp cho mở hàng, và thứ ba là cấp sở hữu. Thì các đồng chí lưu ý đây, sổ đỏ ghi cấp cho ông hoặc cấp cho bà, đấy là cấp cho cá nhân. Còn nếu ghi cấp cho ông và bà thì khi mua bán, hai người ông và bà phải ký vào hợp đồng. Còn trường hợp một người ký thì người kia phải có hợp đồng ủy quyền. Đấy, đấy là câu chuyện. Còn cấp cho hộ, hộ ông, hộ bà thì phức tạp. Tạo Bộ Luật Dân Sự bằng nốt. Bộ Luật Dân Sự bây giờ nó bỏ hộ gia đình rồi. Báo các công chí, trước đây người Bộ Luật Dân Sự cũ thì nó quy định hộ gia đình. Bây giờ Bộ Luật Dân Sự năm 2015 nó bỏ hộ gia đình. Do đó theo quy định của Bộ Luật Dân Sự năm 2015, từng thành viên hộ gia đình thực hiện giao dịch hoặc là phải ủy quyền. Do đó cho nên đối với đất của hộ gia đình thì báo cáo với các chí, tất cả các thành viên từ 15 tuổi trở lên phải ký vào hoặc là ủy quyền cho một người. Cái này các chí lưu ý, rất nhiều trường hợp khi giá đất lên nó đánh tháo. Ví dụ như là anh mua mảnh đất này là 4 tỷ, thế bây giờ giá nó 3,5 tỷ rồi thì đấy là nó đánh tháo. Tuy nhiên đồng chí lưu ý là gì, cái slide đó đây, các giao dịch mua bán giấy tờ viết tay tức là nó vi phạm điều khoản về hình thức, nhưng bên bán đã nhận ít nhất 2/3 tiền của bên mua mà bây giờ không bán nữa thì đi ra tòa, tòa sẽ không xử vô hiệu hình thức mà tòa sẽ yêu cầu bên bán phải thực hiện nghĩa vụ tiếp tục với bên mua. Đồng chí lưu ý cái câu chuyện như vậy. Thế thì mua bán cho thuê, cho thuê mua bất động sản này diễn ra giữa hai chủ thể, một là các chủ thể kinh doanh bất động sản với nhau, và thứ hai là chủ thể kinh doanh bất động sản với tổ chức cá nhân khác. Nó phải đáp ứng điều kiện kinh doanh bất động sản. Điều kiện thứ nhất là phải thành lập doanh nghiệp hợp tác xã. Thứ hai có giấy phép kinh doanh bất động sản, và thứ ba vốn pháp định. Pháp định tức là vốn do pháp luật quy định từ 20 tỷ đồng trở lên. Thì đây là lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Lĩnh vực thứ hai là lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bất động sản.
thì lĩnh vực này nó có tư vấn bất động sản. Thứ hai là môi giới bất động sản. Thứ ba là quản lý bất động sản. Thứ tư là sản giao dịch bất động sản. Thì tổ chức muốn môi giới bất động sản thì nó phải thỏa mãn điều kiện thứ nhất là có giấy phép môi giới bất động sản. Thứ hai là có ít nhất hai người môi giới bất động sản. Hai là cá nhân môi giới bất động sản độc lập thì phải có đăng ký kinh doanh dịch vụ bất động sản, dịch vụ môi giới. Chứng chỉ này chỉ có chứng chỉ môi giới, chỉ có giá trị 5 năm. Singapore cái quản lý bất động sản thì chỉ có tổ chức thôi. Tổ chức quản lý bất động sản thì nó có một là phải có giấy phép, nhân viên phải có chứng chỉ thì chỉ có tổ chức làm. Thì nó có thứ nhất là có ít nhất hai người có chứng chỉ môi giới bất động sản. Đáp ứng là tại sao môi giới lại có chứng chỉ? Nếu môi giới không có chứng chỉ thì sao? Thì báo cáo các ông chí này, tại sao phải có môi giới có chứng chỉ? Môi giới không có chứng chỉ thì người ta gọi thì là cỏ nhất đó. Cho nên là chúng ta đang hướng tới một cái thị trường bất động sản minh bạch, chuyên nghiệp. Nếu như các bạn môi giới mà không có chứng chỉ thì nay mai người nước ngoài, bởi vì bây giờ luật chúng đã cho phép người nước ngoài ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam 50 năm. Do đó cho nên hiện nay làn sóng người Trung Quốc mua nhà chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh là rất nhiều. Bên cạnh đấy thì vì chúng ta 31 tháng 12 năm 2015 là chúng ta vào cộng đồng kinh tế ASEAN, thì cái cộng đồng kinh tế ASEAN là về dân số đứng thứ 3 thế giới sau Trung Quốc 1.4 tỷ, Ấn Độ 1.1 tỷ, thì ASEAN 610 triệu dân. Và nền kinh tế ASEAN hiện nay là đứng hạng thứ 10 nước ASEAN ấy, là đứng hạng thứ 7 thế giới, tức là 2.500 tỷ đô la. Và đến năm 2030 thì ASEAN, các nhà lãnh đạo ASEAN đã đặt ra lộ trình để chúng ta sẽ vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới. Thế thì nó sẽ có phân công. Thì Singapore sẽ trở thành trung tâm kiểm toán tài chính ngân hàng của ASEAN. Việt Nam sẽ là công trường gia công may mặc giày da. Malaysia thì nó sẽ là cái trung tâm
sản xuất lắp ráp linh kiện điện tử. Và Việt Nam chúng ta cũng như Campuchia và Thái Lan là trở thành cái nơi cung cấp sản phẩm nông nghiệp. Như vậy, trong tương lai, người Singapore, người Malaysia sẽ sang đây học tập làm việc cho bản thân. Hải Phòng đồng chí là có người Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản và tới đây sẽ có một số người khác nữa. Thì cái khối lượng khách hàng tiềm năng ấy của chúng ta là những cái người nước ngoài và những người có thu nhập cao. Họ không muốn làm việc với các văn phòng có nhà đất, mà họ muốn làm việc với các trung tâm môi giới chuyên nghiệp đàng hoàng có chứng chỉ. Đây là một cái trở ngại. Thứ hai là nhà nước sẽ tăng cường thanh tra kiểm tra người môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề thì bị phạt. Nó có nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, môi giới bất động sản, kinh doanh bất động sản, xin lỗi. Thì như vậy là luật đã có chế tài rồi, tức là người ta phát hiện ra người ta xử phạt vi phạm hành chính, mức xử phạt là 10 triệu. Bây giờ luật mới quy định người làm môi giới phải tốt nghiệp phổ thông trung học, tức là lớp 12, chứ còn không tốt nghiệp phổ thông trung học là không được cấp chứng chỉ. Ở Hải Phòng nhưng có giá trị hành nghề trong toàn quốc, tức là với cái chứng chỉ này các chỉ có thể vào môi giới Sài Gòn cũng được. Trong trường hợp nào hoạt động môi giới bất động sản được xác định hợp pháp, đầu tiên là tư cách của nhà môi giới, đúng không? Bởi vì hoạt động môi giới là diễn ra giữa ba bên, bên bán, bên mua, bên thuê, bên cho thuê, nhà môi giới. Như vậy, tư cách của nhà môi giới hoạt động môi giới hợp pháp thì thứ nhất, nhà môi giới phải tư cách trung gian đứng giữa. Hoạt động môi giới không cho phép nhà môi giới là một bên mua, một bên bán bất động sản. Cho nên nhà môi giới không được nhận ủy quyền toàn bộ trong giao dịch môi giới, mà anh chỉ nhận ủy quyền một số việc thôi. Ví dụ như đặt cọc tiền, đấy, thay mặt đặt cọc tiền. Chứ còn ký hợp đồng mua bán ra văn phòng chỗ đồng chí Tuyên kia hợp đồng mua bán thì ông mua, ông bán tự ký, nhà môi giới chỉ hỗ trợ. Cho nên tư cách của nhà môi giới là đứng giữa, cung cấp thông tin, đưa ra tư vấn, đưa ra lời khuyên. Còn quyết định mua hay bán là của khách hàng, chúng ta không quyết định thay. Đấy là vấn đề. Chúng ta chỉ nói là ông bà nên thế nọ, nên thế kia. Đây là vấn đề thứ nhất. Đây là tư cách. Thứ hai, nhà môi giới là về điều kiện là phải đáp ứng điều kiện hành nghề môi giới. Điều kiện là gì? Thứ nhất, về chuyên môn phải có chứng chỉ môi giới. Chứng chỉ này do Sở Xây dựng cấp và đang còn giá trị pháp lý, bởi vì chứng chỉ chỉ có giá trị trong vòng 5 năm kể từ ngày cấp. Hết 5 năm nhà môi giới phải đi sát hạch lại để giá hạn chứng chỉ, giống như là lấy xe. Đấy là thứ hai. Nữa là gì? Anh phải có đăng ký, có nộp thuế. Môi giới là phải thế. Kể cả cá nhân tự môi giới độc lập cũng phải nộp thuế và chịu sự quản lý của nhà nước. Và cái thứ ba là anh phải tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp môi giới mà các ông chí hay nói là gọi là có tâm. Thứ tư là anh cung cấp thông tin là chính xác là một, trung thực là hai, đầy đủ là ba, khách quan là bốn. Chứ không bao giờ chúng tôi đi trao đổi môi giới, không bao giờ chúng ta giấu các thông tin. Ví dụ bất động sản một mình đã nói thành 10 là người ta không tin mình nữa. Thế là vấn đề. Cho nên cung cấp thông tin trung thực, chính xác, đầy đủ rất quan trọng. Thì đấy là cái
cái câu chuyện là phải tuân thủ đúng quy định pháp luật. Đúng quy định pháp luật, tức là không có lừa đảo. Báo cáo các ông chí, làm ăn mà báo cáo các ông chí nó chân chính, lâu dài thì mới khó. Chứ làm ăn chụp giật rất dễ, đi lừa người ta rất dễ, nhưng mà cũng rất dễ bóc lịch. Đấy là cái câu chuyện, vấn đề là ra như vậy. Cho nên nhà môi giới là tư vấn, còn người ta có mua hay không mua thì là chuyện của họ. Cho nên đi môi giới tôi bảo cái khó nhất là gì? Là giao kết làm sao để cho các bên nó thành công. Thường ai sẽ muốn nhanh lấy tiền, không ai ra, đúng không? Bởi vì luôn luôn phải nhớ, trong nền kinh tế thị trường, thằng nào có tiền thằng ấy là ông chủ. Mua nhà thì quan tâm đến là nhà đấy xem là đất có lành không. Đất lành hay không lành dựa vào yếu tố nào? Tức là em sẽ tìm yếu tố xung quanh của cái khu đất đấy, cái nhà bên cạnh hàng xóm luôn. Xung quanh gì nữa? Em xem cái chủ nhà cũ luôn ạ. Tìm hiểu luôn về cái chủ nhà cũ ạ. Tại sao lại phải xem chủ cũ? Bởi vì là chủ nhà cũ mà có làm ăn tốt, có lọc hoặc các thứ thì lúc đấy thì mình mua mình cũng yên tâm hơn ạ. Vì mình xác định mình ở đấy thì mình phải tìm hiểu cái đấy. Rồi. Khách hàng người ta đi mua thì khi người ta đi mua nhà đất thì yếu tố người ta hay mua quan tâm đầu tiên thì như tôi nói ban đầu là vị trí. Vị trí ở đây nó bao gồm này, thứ nhất nó liên quan đến khu vực địa hình đấy, tức là cái thế đất cao đấy, nó phải ở đất cao không có bị trũng. Thứ hai mặt tiền gần đường thuận tiện đi lại. Mà các ông chí lưu ý, ngày xưa các cụ nói, người ta đọc thành phố ấy, là có ba cái cận. Thứ nhất cận giang, thứ nhì cận thị, thứ ba là cận đường. Nhớ cũng chuyện thì cho tôi. Cho nên tại sao các thành phố bao giờ cũng đặt ở gần sông? Thứ nhất cận giang là sông để đi lại, thứ nhì là cận thị, đấy, trung tâm, và thứ ba là gần đường. Thì đấy là cái trong vị trí nó có cái đấy. Thứ hai, người ta quan tâm, nếu như mặt tiền thì nó quan tâm đến đường phố. Đường phố này, ô tô đi lại thế nào, có đỗ được trước cửa hay không trước cửa. Nếu trong ngõ, ngõ có ô tô, khác ngõ không có ô tô. Đường phố, đường hai chiều, nó lại khác, giá nó khác. Đấy là công trình quan tâm. Vị trí nó còn quan tâm đến cái gì? Hệ thống hạ tầng xung quanh. Đấy, tức là đường xá như thế nào, nước như thế nào, ô nhiễm hay không, đấy, điện như thế nào. Đấy là cái câu chuyện hạ tầng xã hội là gì, trường học có thuận tiện không, chợ, bệnh viện. Cho nên khi đi mua nhà, người ta quan tâm đến mấy cái gần. Thứ nhất là gần đường, thứ hai là gần chợ. Gần chợ tại sao lại tiện, các ông chị phải hiểu để các ông chị phân tích khi môi giới. Gần chợ có nghĩa là người ta ở, khi mà vợ đi làm về thì đón con ra chợ về nhà luôn, rất tiện. Thứ hai, có hôm khách ở quê ra không mời mà đến, bây giờ như thế nào, mời ăn, mời ăn phải dí bát mồm nó chứ, mời ăn, mời cả tiếng chả thấy đâu, nó phải tẻ ra ngoài. Thế thì trong trường hợp đấy thì làm cách nào? Gần chợ gọi điện một phát là chống cháy luôn. Thứ hai là gần trường học, thứ ba là gần bệnh viện. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến các bạn.